nên là tôi đã thay đổi rất tôi đã thay đổi được cuộc đời của khoảng 50.000 người trong vòng 6 tháng đầu tiên. Bạn học xong vắt ra kiến thức ngay, đó chính là cái khóa học của tôi, hành động vắt có kết quả ngay, trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong chương trình này. Nếu theo đúng lời khẳng định đó thì bạn hình dung tương lai mình sau khóa học làm giàu sẽ như thế nào? Đương nhiên là rất thành công và rất giàu có rồi. Tỉnh dậy đi. Mọi ảo mộng đã tan tành, khi giàu đâu chưa thấy, chỉ nợ là tăng. Cô ta cam kết là học 20-30 triệu hay là khoảng 200 triệu là chắc chắn sẽ lấy lại được tiền, chắc chắn sẽ thắng. Không thắng thì cô ta sẽ bù lại được tiền. Nhưng mà cô ta cam kết bằng cái gì? Cô ta cam kết bằng cái vẻ ngoài, bằng chỉ là bằng lời nói thôi. Tin lời cam kết bằng vẻ hào nhoáng và bằng những lời nói đi thẳng vào trái tim người nghe. Để rồi khi hối hận thì đã phải trả một cái giá quá đắt. Em đóng tổng số tiền là 279.980.000. Thì là em cảm thấy là lúc đấy là mình không phải đóng gì nữa. Nhưng mà nhiều lúc cô ta đã đưa là số tiền chúng mày phải đóng cho cô phải gần đến 1 tỷ đấy. Mình phải bỏ ra nhiều, đi học tiếp mình vẫn thấy không thấy tiền đâu. Đấy thì mọi người càng thấy như kiểu bị khô máu mà mới tỉnh ra. Khi thức tỉnh thì đơn xin học đã thay bằng đơn tố cáo. Chỉ tính riêng 18 người mà tiền học phí lên tới gần 4 tỷ đồng. Tất cả đã thành con nợ. Và nay, khi nhiều người không muốn tiếp tục lĩnh hội công thức làm giàu tuyệt đỉnh và muốn phơi bày sự thật ra ánh sáng, thì cô giáo đã cất công đến tận nhà học viên để khuyên mãi thêm cho bài học cuối cùng. Cô không bao giờ cô xui người khác làm điều xấu. Đi học thì thui người khác là đi về bị bất chấp và bán xe. Mày thử cứ nói nào. Sao mày ngu vậy? Mày mở mồm mày nói chứ sao ngu vậy? Thế giờ mày có tiền thì mày mua, không có tiền thì mày thôi. Mà mày đi vay đấy là việc của mày. Của mày. Biết bán là của tao. Tao bắt mày mua đâu. Tao ép mày mua đâu. Mày bỏ tao được. Suốt đời mày nhớ cái câu này, công nhận dạy mày một câu cuối cùng suốt đời này. Khi đã quyết định bất kỳ một điều gì đã bỏ ra tiền ra mua ấy, là xác định tiền thuộc về người khác. Mà cô thu cả trăm tỷ đâu, không phải là thu từng đấy đâu. Mà cô không dọa đâu. À, cô đã cho mày người ra tất nhà mày. Đấy, không đánh ai đánh bố mày luôn. Nó có biết gì đâu, đúng không? Là chứ mày biết đau như thế nào. Mà không làm cái gì được cơ. Khi bản chất lộ diện, những bài học mới dần trở nên thấm thía. Sau tất cả thì tôi nhận ra là không có cái công thức nào để làm giàu. Chưa là muộn để cảnh tỉnh những ai vẫn đang còn u mê. Họ cũng chỉ là nạn nhân của những cái nhà tổ chức không đứng đắn mà thôi.